Trong đó có 42 hiện vật độc bản quý hiếm thuộc về quyền sở hữu của nhà nước, có 7 loại đồng tiền, 23 đồ gốm sứ gồm bình, âu, nắp, lọ nhỏ, đĩa men trang trí rồng nổi, hoa sen, chim phượng, chén vẽ hoa cúc dây, ấm hai bầu vẽ hoa bèo 3-4 cánh. 11 đồ kim loại làm bằng đồng gồm đĩa, âu, quả cân, đèn, gương tròn là đồ dùng của thủy thủ đoàn. Một hạt trang sức bằng đá màu xanh hình quả trám có khoan lỗ ở giữa để xỏ dây đeo. Riêng xác con tàu cổ vẫn chưa có quyết định xử lý cuối cùng. Ngoài các hiện vật độc bản, tỉnh Quảng Ngãi cũng công nhận kết quả phân chia gần 5.000 cổ vật còn nguyên vẹn theo nguyên tắc doanh nghiệp thực hiện khai quật, công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương sở hữu 2 phần, nhà nước sở hữu 1 phần. Sau khi phân chia, doanh nghiệp sẽ trưng bày ở Bảo tàng Cổ vật tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang với chủ đề về những con tàu đắm theo con đường tơ lụa trên biển. Phần cổ vật còn lại, công ty sẽ tham gia xã hội hóa để trưng bày giới thiệu khách tham quan tại Quảng Ngãi.